Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2014. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang họp ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh. Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp điểm sáng về đào tạo nghề và phân luồng học sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm tỉnh ta. Tiếp Phó Chủ tịch nước tại tỉnh ủy có đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Vọng báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan một số nét nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, đặc biệt là những giải pháp của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh xuống cơ sở, tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy đảng, chính quyền hợp lý, giảm chi phí từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm dây chuyền sản xuất thuốc tiêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công ty. Sáng ngày 24 tháng 10, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, 10 năm cổ phần hóa và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, 10 năm cổ phần hóa, đến nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã không ngừng lớn mạnh và trở thành nhà sản xuất thuốc tiêm hàng đầu của Việt Nam. Công ty đã từng bước đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại, phòng kiểm nghiệm, hệ thống phân phối thuốc, kho bảo quản theo tiêu chuẩn để có sản phẩm và dịch vụ tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường, nhằm phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Hiện nay, công ty sản xuất trên 100 mặt hàng thuốc, trong đó có nhiều thuốc chuyên khoa đặc hiệu, trong đó có nhiều mặt hàng lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Công ty phát triển hệ thống phân phối với 3 chi nhánh và hơn 230 điểm và quầy bán thuốc phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, với hơn 100 đại lý bán thuốc trên toàn quốc. Doanh thu của công ty tăng từ 37 tỷ đồng năm 2004 lên 720 tỷ đồng năm 2013 và phấn đấu đạt 860 tỷ đồng vào năm 2014. Sau 10 năm cổ phần hóa, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho nhà nước tăng trưởng 52 lần, số lao động tăng 1,8 lần, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5,8 lần. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thị Tuyến đề nghị trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thương hiệu trên thị trường, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ, thiết bị để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, chủng loại phong phú, tập trung nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu và phát triển các sản phẩm từ nguồn dược liệu quý của tỉnh,
đẩy mạnh tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất dược phẩm. Thực hiện tốt 3 mục tiêu: vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì lợi ích của nhà nước và cộng đồng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với xã hội. Thời ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc. Ngày 24 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi và dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo tờ trình, sau gần 8 năm triển khai thực hiện luật nhà ở, lĩnh vực này đã đạt được những thành tựu quan trọng, giải quyết cơ bản được nhu cầu về nhà ở của người dân, đặc biệt là việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp, người nghèo có khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đã xuất hiện nhiều tồn tại vướng mắc trong quá trình thực thi các văn bản pháp luật về nhà ở, đòi hỏi phải sửa đổi luật nhà ở hiện hành. Đối với dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có 5 chương và 80 điều. Thảo luận đóng góp vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, trong luật cần quy định rõ hơn về vai trò trách nhiệm của chính phủ, sự phối hợp giữa các bộ ngành với các địa phương để làm tốt hơn công tác quản lý. Các cái dự án chung cư cũng như khi bàn giao nhà thì trách nhiệm của chủ đầu tư phải hoàn thành cái giấy cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và các công trình, các cái tài sản gắn liền với đất cho bên mua hoặc thuê. Bởi vì hiện nay chúng ta đang xảy ra rất nhiều những cái vụ tranh chấp khiếu kiện để chúng ta không hoàn thiện cái thể chế này, dẫn đến cái hiện tượng là rất nhiều cái bên mua bên thuê sau khi đã nộp đến 95% tiền và rất nhiều năm chúng ta cũng không giải quyết được cái chứng nhận sở hữu, cái quyền sở hữu đất. Rằng luật kinh doanh bất động sản kỳ này là chúng ta cương quyết phải đưa ra một cái điều là khi mà bàn giao cái cho bên mua hoặc bên thuê thì một điều kiện cương quyết là chúng ta phải có đầy đủ giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất để tránh những phức tạp cho xã hội, cho người dân. Ngày 25 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 tiếp tục có phiên họp toàn thể tại hội trường, nghe trình bày báo cáo công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật và tội phạm, báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng ngày 24 tháng 10, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phần vận hành cơ chế và tham quan thực binh ban chiến đấu tiến công địch đổ bộ đường không và bế mạc cuộc diễn tập. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Duy Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đồng chí Phan Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đại tá Phùng Sĩ Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đại tá Nguyễn Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tiếp tục phần vận hành cơ chế, huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan sang thời chiến. Hội nghị khối đảng đoàn thể thông qua kế hoạch B của các ngành đoàn thể đảm bảo tác chiến phòng thủ. Trong phần tham quan thực binh bán chiến đấu tiến công địch đổ bộ đường không đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Công tác tạo giả sinh động thể hiện lực lượng dân quân đánh địch đổ bộ đường không bằng các loại vũ khí có trong biên chế. Diễn tập phòng thủ khu vực huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2014 thành công tốt đẹp. Nội dung diễn tập đảm bảo yêu cầu đề ra. Các đơn vị tham gia phần thực binh bắn chiến đấu có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Cuộc diễn tập giữa một bên hai cấp có một phần thực binh bắn chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, xã Đồng Quế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014. Đã thành công tốt đẹp. Sau cuộc diễn tập này, tôi đề nghị các địa phương, các đơn vị cần quán triệt làm tốt một số các nội dung như sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tinh thần nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, nghị định số 152, số 32, nghị định số 74 của Chính phủ và đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015.
định hướng đến năm 2020, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Các ngành, các địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch đảm bảo cho tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch B. Nâng cao nhận thức, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh, lãnh đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, công tác động viên dự bị, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, góp phần giữ vững và ổn định tình hình, tập trung phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh. Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2014. Sáng ngày 24 tháng 10, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh họp đánh giá công tác xuất khẩu lao động 10 tháng qua và nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh, và đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh cùng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, đại diện 15 xã điểm xuất khẩu lao động tỉnh năm 2014. Theo dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014, toàn tỉnh đã tuyển chọn và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 1.731 người, trong đó có 1.462 người đã xuất cảnh, 269 người đã trúng tuyển chờ xuất cảnh. Huyện Vĩnh Tường là đơn vị có số lao động xuất khẩu đông nhất 327 người. 15 xã điểm xuất khẩu lao động đã xuất cảnh được 513 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 269 lao động đã trúng tuyển và chờ xuất cảnh. Các huyện thành thị đã tổ chức hỗ trợ cho 223 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với số tiền hỗ trợ gần 800 triệu đồng. Có 195 lao động vay vốn qua các ngân hàng chính sách với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ một số vấn đề như việc một số lao động bị hủy đơn hàng, không được giải thích cụ thể lý do và chưa được giải quyết thỏa đáng. Việc phối hợp giữa Ban chỉ đạo các huyện xã với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chưa thực sự thống nhất, chưa có chương trình đào tạo nghề lâu dài, nhiều doanh nghiệp chưa có hóa đơn, chứng chỉ đào tạo nghề cho người lao động. Trình độ lao động hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Tỉnh cần giao trực tiếp việc học tiếng cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề các huyện thành thị để các Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động chủ động nguồn lao động. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động các địa phương và 15 xã điểm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy các mô hình điển hình làm chuẩn như Vĩnh Tường, Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên để nhân rộng. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần sát cánh với các Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, để người dân được thụ hưởng các chính sách của tỉnh. Cần có sự đối thoại trực tiếp, trao đổi với người dân, nhìn nhận một cách thực tế để đáp ứng nhu cầu việc làm của nhân dân. Tổ chức phân cấp nhiều thị trường cho người lao động, lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như trình độ, nhưng phải có thị trường trọng điểm. Đối với thị trường Nhật Bản, một thị trường đòi hỏi nguồn lao động có chất lượng cao, đồng chí cho biết tỉnh sẽ có lộ trình để thực hiện trong năm 2015 một cách bài bản, chuẩn về đào tạo, chất lượng, về đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội rà soát lại các thủ tục hành chính, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng cho người lao động khi làm các thủ tục để vay vốn. Đồng chí đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét chỉnh sửa một số chính sách cho phù hợp, đảm bảo bất cứ người lao động nào đi lao động có thời hạn ở nước ngoài đều được hưởng chính sách của tỉnh. Sáng ngày 24 tháng 10, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với ông Omri Horowitz, Chủ tịch Ban Việt Nam Israel, đến tìm hiểu môi trường đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và dự án xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao đối với rau hoa quả của tỉnh. Cùng dự và làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Chí Giang đã giới thiệu với ông Ori Horowitz về Tổng quan Vĩnh Phúc,
nông nghiệp nông thôn Vĩnh Phúc, môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút và các chế độ ưu đãi hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Israel là nước áp dụng những tiến bộ khoa học vào nông nghiệp hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, Vĩnh Phúc mong muốn chính phủ Israel giúp tỉnh Vĩnh Phúc các dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao để tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi bò sữa của tỉnh có cơ hội lai tạo giống, sử dụng thức ăn, phòng bệnh và mô hình trồng thí điểm các loại rau hoa quả sạch chất lượng quốc tế. Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Vũ Trí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Israel nói riêng đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Ông Omri Horowitz đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc chuyển hướng tập trung vào các ngành nông nghiệp mũi nhọn và cho rằng Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng để phát triển những đàn bò sữa quy mô hộ gia đình và những nhà kính trồng rau hoa quả công nghệ cao với chất lượng quốc tế. Israel là nước có nền chăn nuôi bò sữa công nghệ cao với năng suất sữa đạt bình quân từ 12.000 đến 15.000 kg một con một chu kỳ. Chiều ngày 24 tháng 10, đoàn doanh nghiệp nước ngoài do ông William Tong, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Malaysia làm trưởng đoàn, đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Trao đổi về những vấn đề quan tâm, các doanh nghiệp nước ngoài đã đặt nhiều câu hỏi về cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, việc bảo hộ tài sản của doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh. Đồng chí Vũ Trí Giang đã giới thiệu về tiềm năng lợi thế và những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư các doanh nghiệp FDI vào tỉnh và khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư làm ăn có hiệu quả khi đầu tư vào Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp với đoàn doanh nghiệp nước ngoài về những vấn đề mà doanh nghiệp nước ngoài muốn tìm hiểu. Sáng ngày 24 tháng 10, tại Trung tâm Khuyến công tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2010 về chương trình khuyến công Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi giám sát. Dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình khuyến công Vĩnh Phúc, Sở Công Thương đã hỗ trợ tổ chức đào tạo tập huấn cho 573 lượt học viên. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho 354 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Chuyển nghề cho 84 lớp với trên 3.200 học viên, đã thực hiện hỗ trợ cho 75 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp với tổng số kinh phí hỗ trợ trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh với mức lương bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 324 hectare. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Bá Huy yêu cầu Sở Công Thương triển khai có hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, lập kế hoạch và các đề án khuyến công hàng năm, tổ chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến công, nắm bắt nguyện vọng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sở Công Thương ra soát mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác khuyến công trong thời gian tới. Mới đây, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với xã Bình Định và Trung Nguyên, huyện Yên Lạc nhằm khảo sát việc thi hành pháp luật trong tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thời gian qua, công tác tiếp dân, nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đề nghị của công dân được xã Bình Định và xã Trung Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, được chính quyền các địa phương quan tâm sát sao và phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn thực hiện. Từ năm 2012 đến nay, xã Bình Định đã tiếp được trên 100 lượt công dân. Tiếp nhận và giải quyết 20 đơn thư khiếu nại tố cáo và đề nghị tổ chức thực hiện 5 kết luận, quyết định khiếu nại tố cáo. Xã Trung Nguyên đã tiếp công dân được gần 90 lượt người, tiếp nhận và xử lý gần 30 đơn, tổ chức thực hiện 2 kết luận, quyết định. Trong buổi làm việc, đoàn khảo sát đã yêu cầu chính quyền các địa phương làm rõ một số nội dung về công tác phân loại đơn thư khiếu nại tố cáo, thời hạn giải quyết đơn, thực hiện quyết định về bảo vệ người tố cáo, người thân và tài sản của người tố cáo.
chất lượng tiếp công dân và hiệu quả xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tại mỗi đơn vị. Thời gian và địa điểm tổ chức tiếp công dân theo quy định, nghĩa vụ của người dân khi thực hiện khiếu nại tố cáo. Thay mặt đoàn khảo sát, lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp với các đoàn thể xã hội, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các luật mới được thi hành nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị xã Bình Định cần sớm bố trí địa điểm tiếp công dân theo đúng quy định, có khu vực niêm yết công khai nội quy và các văn bản khác. Cán bộ chuyên môn của các địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng áp dụng, quy định về trình tự thủ tục, xác định thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng quyền làm chủ của người dân. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, gắn với nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp. Qua đó, thu hút nhiều học sinh đến học văn hóa và học nghề tại nhà trường. Đây là chiếc xe ô tô 2.5Q phiên bản mới nhất do công ty Toyota Việt Nam sản xuất với trị giá trên 1 tỷ đồng, được trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp đầu tư và trang bị cho khoa động lực, làm dụng cụ trực quan để giảng dạy về công nghệ ô tô. Chiếc xe đã được cắt bỏ một số bộ phận của vỏ xe và bọc kính trong suốt để học viên nhà trường dễ dàng quan sát các bộ phận và công nghệ mới nhất của hãng xe. Đây chỉ là một trong hàng chục thiết bị được nhà trường đầu tư cho công tác đào tạo nghề, nhất là các nghề về cơ khí, chế tạo, động cơ ô tô, xe máy. Mục đích để đầu tư cho cái xe này thứ nhất là để cho các em học sinh là tiếp cận được một số các dòng xe mới, nhất là cái dòng xe Toyota này, của dòng xe 2.5Q đời mới nhất của cái dòng xe. Khi mà xe nhập về thì nhà trường và khoa chúng tôi đã cắt bổ để các em dễ quan sát được các chi tiết của bên trong máy móc, trong động cơ và một số chi tiết của khung cửa, gương để các em tiện quan sát và xem nguyên lý hoạt động của cái dòng xe. Quan tâm đến đầu tư trang thiết bị dạy nghề cũng như tạo cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp,
Do vậy, nhà trường đã thu hút được nhiều học sinh theo học. Ngay sau khi có kết quả của kỳ thi đại học năm 2014 với trên 20 điểm đạt được, đủ để em Đào Quốc Việt, học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, huyện Đan Thạch, lựa chọn nguyện vọng vào nhiều trường đại học. Nhưng qua tìm hiểu, em Đào Quốc Việt đã quyết định không đi học đại học mà học nghề tại trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp vì có thể xin được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tại các anh chị khóa trên, như là các anh chị của em thì học trong trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp ra thì hiện giờ xin việc rất là dễ và có thu nhập cao, cho nên là em đã quyết định học vào trường này. Với em Trần Thị Tuyền ở xã Ba Hiến, huyện Bình Xuyên, với hoàn cảnh gia đình đông con, bố mẹ làm nông nghiệp, có thu nhập thấp, nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, được tư vấn của nhà trường, em Trần Thị Tuyền đã không lựa chọn học tiếp lên bậc trung học phổ thông mà đi học văn hóa và học nghề sửa chữa lắp ráp máy tính tại trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp. Xin vào trường này thì nếu mà muốn đi làm công ty thì xin ra làm vẫn dễ hơn là các trường kia. Nếu trường kia mình học nếu không được, mình lại thi vào trường đấy lại mất 3 năm lại phải quay lại học nghề. Với 20 ngành nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề cơ khí động lực, cơ khí chế tạo, cơ giới, điện, điện tử, công nghệ thông tin, kinh tế, sư phạm dạy nghề ở hai hệ trung cấp và cao đẳng nghề. Từ năm học 2012-2013 đến nay, trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp đã thu hút được gần 3.000 học sinh sinh viên theo học, trong đó có trên 2.400 học sinh sinh viên của tỉnh. Số học sinh sinh viên của huyện Bình Xuyên chiếm 65%. Với cái đội ngũ giáo viên có chất lượng của chúng tôi, có kinh nghiệm, có kỹ năng nghề, cộng với lại những cái thiết bị cơ bản đáp ứng được cái yêu cầu về học tập và rèn luyện, những thiết bị đủ hiện đại để các em có thể sau khi tốt nghiệp các em có thể thực hiện công việc được ngay ở các cái xí nghiệp ở ngoài. Nhà trường đã thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho học sinh, sinh viên của tỉnh theo nghị quyết 37/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 11 tỷ đồng. Qua đó đã thu hút được đông đảo học sinh sinh viên theo học, góp phần thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục triển khai hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nhằm thu hút học sinh đến học và tạo việc làm và thu nhập ổn định cho học sinh sau tốt nghiệp. Xã Kim Long, huyện Tam Dương là một trong 17 xã được tỉnh chọn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, trong tháng 10 năm 2014, xã hoàn thành tiêu chí giao thông, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Kim Long có trên 20 km đường giao thông, trong đó đường giao thông liên thôn là 7,5 km, còn lại là giao thông nội đồng. Sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ chỗ không có thôn nào đạt tiêu chí về giao thông, đến nay toàn xã đã có gần 20 km đường giao thông liên thôn và nội đồng, với mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Nếu trước đây người dân còn nặng tâm lý trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, phó thác những con đường liên xã liên thôn cho chính quyền, thì khi chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, với chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân là người trực tiếp thụ hưởng, đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất thổ cư, đất ruộng, góp sức làm nên những con đường bê tông sạch đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông, thiết thực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới, mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh các tiến độ hoàn thành các tiêu chí, nhưng đến nay, xã Yên Dương mới chỉ hoàn thành được 7 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, là tiêu chí điện, bưu điện, an ninh trật tự xã hội, quy hoạch, giáo dục, thủy lợi và hệ thống chính trị. Xã vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí như trường học, môi trường. Hiện nay, các trường học và nhà văn hóa trên địa bàn xã đều chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiếu diện tích theo quy định. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người của xã vẫn còn thấp, đạt gần 7 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm hơn 16%. Sở dĩ quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Dương còn chậm là do địa phương là xã miền núi thuộc vùng 135. Xuất phát điểm về kinh tế thấp, nguồn thu ngân sách yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, do đã nhiều năm địa phương được ưu tiên của nhà nước đối với xã đặc biệt khó khăn, nên nhân dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại.
việc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Để có thể hoàn thành được các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới, xã Yên Dương cần tập trung xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, từ đó giúp người dân cũng như cán bộ hiểu rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới.